tại đường Thảo Điền, quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp những biển quảng cáo bán đất, bán biệt thự tại các khu vực trung tâm với giá thành siêu rẻ, chỉ từ 400 tới 500 triệu đồng trên một lô. Cùng với nhu cầu về nhà ở cũng như kinh doanh bất động sản mà có không ít người tìm tới những nguồn rao bán như thế này. Thế nhưng chính người dân tại Thảo Điền lại vô cùng cảnh giác khi có khách muốn ngỏ ý liên hệ xem mua. Ngay lập tức chúng tôi đã nhận được những lời quảng cáo. Con xin ạ. Cô cho con hỏi tại sao ở đây họ bán, họ treo các cái biển bán đất rẻ nhỉ cô? Cái bảng nó treo hả? Vâng. Mấy bảng nó treo lừa đảo không? Mấy cái làm gì đó. Cái bảng mà nó treo bán đất là rẻ. Dạ vâng. Lừa đảo không á, chứ làm gì đó. Thế ạ. Cái phần nó treo mấy cái giấy này là nó lừa đảo á. Kiểu như đất là dự án của người ta, rồi nó tán đến cái hồ dự án của nó, ai mua thì đặt cọc. À đó đó, mấy chính, nhà em đa số là chính nó làm đặt cọc không. Đúng rồi, đặt cọc trước là mình mất tiền rồi. Cái đất của nó là. À thế ạ, rất nhiều người lừa thế rồi à chú? Ừ. Rồi gà mình đặt cọc thôi. Rồi chỉ đặt cọc em làm giấy tờ nó chạy rồi là xong rồi, chưa xong rồi. Không được mấy cái quái gì. Trong khi đất đó chủ người ta đâu có đó, dự án ta để đó đó. Mà mình thấy vậy á, mình cứ tưởng thiệt. Bắt đầu người mua 1 lô, 2 lô, đồng đặt cọc. Nhiều người vô, không có đi mất tiêu. À, tức là họ sẽ đưa mình đến đấy luôn đúng không? À, tới đó coi luôn mà đâu có đất đó là. Vợ cháu á, cũng bị ai cho ba 400 triệu. Bây giờ là công an bời lên, mời xuống 3 lần. Thì bây giờ nó có trả cho chị, cái trả chỉ có 200 triệu thôi. Liên hệ trực tiếp với nhiều nguồn bán đất, chúng tôi lại nhận được những thông tin rất mâu thuẫn. Tất cả các chủ đất đều giao hẹn xem đất vào ngày Chủ nhật. Mặc dù đất bán tại trung tâm thành phố, nhưng mà khi đi xem thì chúng tôi lại được lên lịch hẹn tới các khu vực ngoại thành. À, cái này em nói cho nghe là đất này của em là nó nằm liền kề quận 9 đó chị. Liền kề quận 9 mà nó thuộc về Long Thành, Đồng Nai, ngay chỗ mà giao nhau giữa cao tốc Long Thành Dầu Dây với quốc lộ 51 á. Là 500 mét vuông. Ấy tính là 600 triệu mà 500 vuông tính là có 1,2 triệu mét vuông thôi. Ủa sao rồi sao chẳng thì nó sao ở trong này đất rẻ hơn ngoài Bắc nhỉ? Trong này đất rẻ nó nhiều mà, đất rẻ nhiều hơn rẻ hơn nhiều mà. Và để có thể giải thích cho nguyên nhân giá thành rẻ bất thường, một cò đất tự xưng là nhân viên ngân hàng cho chúng tôi biết giá đất rẻ đều là đất dư mà ngân hàng thanh lý, còn về những thủ tục hay là giấy tờ bàn giao như thế nào thì họ không hề đề cập tới. Chị cho chị, tại vì bên ngân hàng em đang thanh lý ra 5 cái lô đất nền. Và cái này á, là chỉ có 550 triệu 100 mét vuông. Nó có sổ hồng sẵn và ngay chợ mới Long Thành luôn đó chị. Thì mình có thử tham khảo không chị? Cái này thì 5 lô và đợt này bên em thanh lý là giá nó rẻ chị ạ. Thì bên ngân hàng thì cũng yên tâm đó chị. Nó giá thì giá này là chắc chắn là nó rẻ em thị trường tầm 30% đó chị ạ. Ừ. Thế bây giờ ngân hàng bên bạn hỗ trợ cho chị. Ừ. Dạ sao chị? Bây giờ ngân hàng lại kinh doanh luôn bất động sản hả bạn? Dạ không chị ạ. Bên em thì không có bán mà bán theo kiểu tràn lan mà bán theo kiểu dự án hay là gì đâu. Nhưng mà cái này là thông tin ở trong phòng xử lý hồ sơ đưa xuống thôi, là có 5 lô thì kêu em gọi cho chị. Chị cứ tham khảo đi. Mập mờ về nguồn gốc cũng như địa chỉ của những lô đất được rao bán, thứ thu hút duy nhất đối với nhiều người dùng chỉ là những biển quảng cáo với giá bán vô cùng rẻ. Đây dường như là cái bẫy bất động sản ma được giăng sẵn chỉ chờ đợi những người tiêu dùng cả tin sa bẫy. Năm 2019, một nạn nhân tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh mất toàn bộ 500 triệu tiền đặt cọc cho lô đất tại dự án ma. Giữa năm 2019, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo cảnh báo 9 dự án ma. Tháng 5 2020, một nạn nhân tại Thủ Dầu Một mất trắng 600 triệu đồng vì tin vào ô đất rẻ. Bất động sản là tài sản có giá trị, tuy nhiên, bằng nhiều hình thức lừa đảo, đặc biệt khi mà tình trạng các loại giấy tờ nhà đất đang bị làm giả ngày một nhiều như hiện nay, lại trở thành một môi trường thuận lợi để thị trường bất động sản ma hoạt động nhộn nhịp. Bỏ qua cái khâu thẩm tra và thẩm tra một cách đơn giản, hoặc thẩm tra cho xong lần xong thủ tục, thì đây mới là khâu chính của việc làm thất thoát, làm tài sản. Dù nhiều người mua bất động sản đã được cảnh báo trước, nhưng mà tình trạng dính bẫy của các chủ đầu tư
bán dự án bất động sản ma vẫn đang diễn ra trên thị trường bất động sản, đặc biệt là ở phân khúc đất nền. Chính sự chủ quan, ham rẻ của rất nhiều người khi đầu tư vào bất động sản có thể để lại những hậu quả khôn lường.